nhà Jack tại Bến Tre, hàng xóm tiết lộ nhiều bí mật. Thằng Tuấn, Jack ở nhà ít nói, hiền khô, không làm phiền lòng ai bao giờ. Đó đa phần là những nhận xét của hàng xóm về Jack mà chúng tôi nghe được trong chuyến về thăm nhà nam ca sĩ tại Bến Tre. Tìm về Bến Tre, hầu như không ai không biết đến Jack, tên thật là Phương Tuấn, giọng ca gây sốt thời gian qua với loạt ca khúc Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, Em Gì Ơi. Tại đây, chúng tôi được người dân chỉ dẫn tận tình đến nhà của Jack, nhà ngoại và cả quán trà sữa của mẹ nam ca sĩ. Nhà của Jack nằm lọt thỏm giữa những rặng dừa xanh mát. Đây cũng là nơi anh chàng Trịnh Trần Phương Tuấn sinh ra và lớn lên. Hiện tại, căn nhà này ba của anh vẫn ở và nuôi dê, vật dụng trong nhà cũng khá đơn sơ. Khi còn ở quê, nơi Jack thường xuyên lui tới nhất là nhà bà ngoại, nhưng bà của anh đã mất cách đây một năm. Gần đó là quán trà sữa mà mẹ và cậu của Jack thuê để buôn bán. Quán cũng khá đơn sơ nhưng được nhiều người biết đến từ sau khi Jack nổi tiếng. Cô Thúy, nhà gần đó cho biết. Tôi biết Tuấn từ khi còn nhỏ, nó rất hay về ngoại chơi vì ngoại cưng lắm. Lúc nhỏ nó hiền, ít nói, lớn lên cũng không nghe quậy phá gì hết. Từ khi nó nổi tiếng, ở đây ai cũng mừng cho nó. Hôm nó về chơi, tôi lại mua trà sữa, nó mừng lắm. Gặp liền kêu tôi là Thí, theo kiểu phát âm dưới quê. Nó sống rất vô tư chứ không kiểu cách, không có chuyện nổi tiếng rồi về đây coi thường người dưới quê. Chú Đoàn Văn Bé, 65 tuổi, hàng xóm với nhà ngoại của Jack cũng chia sẻ. Nó được lắm, tính tình hiền lành mà có điều là hơi ít nói nhưng lễ phép, ngoan. Ở đây thì nó chưa có cái gì để mình khiển trách, buồn phiền hết trơn. Theo tiết lộ từ những người xung quanh, Jack không chỉ hát hay mà còn đá banh rất cừ. Anh chàng nhìn ở ngoài thì lạnh, khó gần nhưng thực chất lại rất thân thiện, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt mẹ của Jack ngày trước cũng đi hát cho tỉnh, cho các tụ điểm văn hóa nên máu văn nghệ của anh có thể xem là thừa hưởng từ mẹ. Mong Jack sớm ổn định lại tinh thần. Người thân cho biết từ khi lên thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi ca hát thì Jack chỉ về thăm nhà vài lần, mỗi lần ở lại không lâu, có khi sáng về chiều lại đi. Những ngày qua, thông tin về việc Jack mâu thuẫn với công ty quản lý ICM hay việc anh kiệt sức phải nhập viện rất được người dân ở quê quan tâm. Anh Minh Chí, 32 tuổi, hàng xóm của Jack cho hay, sau khi biết sự việc qua báo đài, tôi đã rất lo lắng và có nhắn tin hỏi han. Anh cũng mong mọi chuyện mau sáng tỏ và Jack sẽ sớm ổn định tinh thần cũng như sức khỏe. Người thân cũng cho biết thời gian qua xuất hiện khá nhiều thông tin trái chiều, nhưng gia đình không muốn chia sẻ nhiều vì sợ mọi việc bị đẩy đi quá xa. Những ngày qua cũng xuất hiện khá nhiều người đến nhà để chụp ảnh, quay phim. Theo chia sẻ từ người thân, sức khỏe của Jack từ nhỏ đã yếu hơn người bình thường. Hiện tại, nam ca sĩ đã phần nào ổn định. Sau khi được xuất viện, anh được mẹ ruột đưa về lại căn nhà thuê ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện chăm sóc. Mới đây, Jack cũng đã viết status trấn an các fan và khẳng định sẽ sớm quay lại. Âm nhạc trong mình, trừ khi nhắm mắt rồi, tay chân run rẩy không làm nghệ thuật được nữa, thôi chứ nằm viện hay thiếu sức khỏe có là vấn đề gì đâu. Mình sẽ quay lại cho chính fan của mình, những người yêu thương, mình ra sao cũng được, nhưng các bạn phải thật bình an, có bạn mới có tôi. Anh viết.